Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Chính Hiệu. Ngày hôm nay mình lại giới thiệu một sản phẩm mới. Đây là dòng còi dĩa Osram OHS80 dành cho xe máy. Và như các bạn đã biết thì các dòng còi dĩa Osram sẽ cho âm thanh vang, xa, rõ ràng, giúp người đi đường dễ dàng nhận biết và đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì tất cả các dòng còi Osram sẽ được cấu tạo từ các nguyên vật liệu chất lượng cao, cho khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và ít bị hỏng hóc. Và còi có thiết kế nhỏ, gọn, vì này sẽ giúp các bạn dễ dàng lắp ráp trên nhiều dòng xe khác nhau hơn. Và trên tay mình đây là dòng còi dĩa xe máy Osram OHS70 và cùng với đó là dòng OHS80. Hãy cùng mình lắp lên xe để xem độ vang của hai dòng còi dĩa này khác nhau như nào nhé. Và như các bạn đã thấy thì còi dĩa Osram OHS80 cho âm thanh lớn, rõ ràng và vang hơn. Việc này sẽ giúp cảnh báo các phương tiện khác xung quanh và giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn. Và còi có tuổi thọ cao, ít phải thay thế, việc này sẽ hỗ trợ các bạn giảm thiểu chi phí trong suốt quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, thiết kế còi đơn giản, việc này sẽ dễ dàng cho các bạn có thể tự lắp tại nhà mà không cần đến sự hỗ trợ của thợ chuyên nghiệp. Hiện các dòng còi này đã có sẵn hàng tại Phụ Tùng Chính Hiệu. Các bạn có thể đặt mua tại các trang thương mại điện tử, tại website, tại fanpage hoặc tại trực tiếp các trạm dịch vụ của Phụ Tùng Chính Hiệu để được hỗ trợ canh chỉnh và lắp ráp miễn phí. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.